Mỗi buổi tuyên truyền hướng dẫn các kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho gần 200 cán bộ sinh viên trong khu nội trú Đại học Thái Nguyên vừa được tổ chức. Tại đây, các cán bộ giảng viên sinh viên của đại học đã được cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hướng dẫn các kỹ năng cơ bản khi sử dụng bình chữa cháy, thực hiện dập tắt các đám cháy các thầy cô, các uh, uh, ban quản lý thì cũng đã hướng dẫn cho chúng em uh, uh, rất nhiều về công tác phòng cháy chữa cháy như là các cách sử dụng như thế nào khi mà có sự cố xảy ra thì uh, chúng em cũng nên làm sao uh, uh, cách thoát thân và tự bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh như thế nào. Khu nội trú Đại học Thái Nguyên hiện có gần 3.000 sinh viên lưu trú, trong đó có các sinh viên nước ngoài. Ngoài ra tại các trường thành viên, hầu hết các ký túc xá và khu nội trú đều có thiết bị phòng cháy chữa cháy các phòng ở thông thoáng đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu học tập sinh hoạt của sinh viên tuy nhiên công tác phòng cháy chữa cháy vẫn luôn là mối quan tâm của nhiều ban quản lý ký túc xá các trường và những cái điều kiện như cái trang thiết bị ra thì chúng tôi cũng tổ chức tất cả những cái hoạt động trải nghiệm như ví dụ như hôm nay đây là một là một trong những hoạt động tôi nghĩ là rất là thiết thực để các em có thể tham gia được thực hành được thực tập các cái phương tiện các hoạt động phòng cháy chữa cháy chúng tôi tăng cường các công tác kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tuyên truyền đến từng phòng từng sinh viên để các em có thể có đầy đủ những kiến thức để phòng cháy chữa cháy nâng cao nhận thức của sinh viên trong các khu nội trú ký túc xá về phòng cháy chữa cháy từ việc thực hành các kỹ năng thoát nạn trong đám cháy kỹ năng cứu người bị nạn cách sử dụng thang dây thoát nạn có đệm hơi trải nghiệm các kỹ năng thoát nạn trong đám cháy nhà cao tầng bằng xe thang cần trục là những biện pháp thiết thực đã được đại học thái nguyên triển khai từ đó sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ sinh viên đại học thái nguyên ở đất nước em cũng có những hoạt động như thế này và thường sẽ được thực hiện vào tháng 7 hàng năm. Ở Việt Nam em được hiểu về phòng cháy chữa cháy, thoát khỏi các tòa nhà cao tầng. Em nghĩ điều đó rất bổ ích vì chúng ta cần được trang bị những kỹ năng để chuẩn bị cho các sự cố có thể xảy ra. Thái Nguyên có nhiều trường đại học cao đẳng và số lượng lớn sinh viên trong và ngoài đến học tập. Đồng thời, đây cũng là đối tượng dễ phải đối mặt với nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ, thậm chí từ ký túc xá của các nhà trường vì vậy việc tăng cường tuyên truyền đến đối tượng học sinh sinh viên về phòng cháy chữa cháy là hết sức cần thiết